xin chào quý vị và các bạn. hôm nay mọi người có khỏe không? ở úc bây giờ nó đang vào sắp vào mùa đông rồi các bạn. cũng hơi cảm cảm rồi. À, các bạn thấy không? đeo ăn tràn rồi, bắt đầu là lạnh rồi đó. thì sáng hôm nay là ngày thứ sáu rồi. thì mình muốn chia sẻ với các bạn. có nhiều bạn muốn hỏi mình đó là lấy động lực ở đâu mà anh cứ làm miết như vậy, làm không mệt mỏi như vậy. thì à, câu trả lời rồi các bạn thì mình chia sẻ với các bạn thì nếu mà các bạn có con nếu các bạn có ba mẹ thì và các bạn có vợ nữa các bạn hãy lấy những người thân của các bạn ông bà của các bạn nữa những người thân của các bạn làm động lực cho các bạn giờ mình nói cái này đơn giản ra cho các bạn dễ hiểu nè ví dụ như con cái của các bạn thấy các bạn không chịu làm việc thì mai mốt nó cũng không chịu làm việc nó thấy bạn làm việc vất vả thì mai mốt nó cũng học tập bạn nó cũng làm việc vất vả thấy bạn làm việc chăm chỉ mai mốt nó cũng làm việc chăm chỉ giống như bạn nó thấy bạn làm việc một cách thông minh thì mai mốt nó làm việc một cách thông minh giống như bạn thôi ba mẹ là tấm gương là cái gương phản chiếu tốt nhất cho con cái nó học hỏi đó các bạn đó là nói chuyện con cái ha rồi nói chuyện ba mẹ các bạn có yêu thương ba mẹ các bạn không các bạn có yêu thương cái đấng sinh thành ra các bạn không các bạn yêu thương nữa, cái người mà mang nặng đẻ đau ra các bạn không? 9 tháng 10 ngày ở trong đó Rồi các bạn hành ba mẹ các bạn bao nhiêu năm tháng cho đến 9 tháng 10 ngày mới chỉ là bắt đầu thôi các bạn Rồi sau đó đẻ các bạn ra mang nặng đẻ đau Rồi sao nữa? Rồi còn nuôi các bạn đến ngày hôm nay nữa Có người nuôi tới 18 tuổi Có người nuôi đến hai mươi mấy tuổi mà nó không chịu tuyển thành Có đứa nuôi tới ba mấy tuổi nó cũng chịu trưởng thành Có đứa bốn mươi mấy tuổi nó còn quay về để xin tiền ba mẹ nữa Các bạn bao nhiêu tuổi rồi? Đó các bạn đang sống ở đâu rồi các bạn có còn xin tiền ba mẹ các bạn nữa không đó các bạn rồi các bạn cứ tiếp tục xin tiền ba mẹ các bạn tới bao giờ ờ. Ngày xưa mình nghĩ rất đơn giản thôi thôi ba mẹ cho mình tiền nhà mình cũng không khá giả cho mình tiền đi du học Xong mình suy qua bên này cái sau mình suy nghĩ rồi ba mẹ mình bên Việt Nam cực quá mà không lẽ qua đây được vài tháng rồi cái mình so sánh cái đồng tiền ở bên úc với đồng tiền bên Việt Nam đó các bạn mình thấy là Ôi rồi Sao ở Việt Nam làm lương lúc đó Lúc đó làm 2007 mà. Lương lúc đó sao mà có Dù ba mẹ mình không phải làm công Ba mẹ mình đi làm tư Mà trả lương cho nhân viên lúc đó đâu 3, 3, triệu là nhiều lắm rồi đó 3 triệu mỗi tháng ba mẹ mình làm kiếm được đâu Mười mấy triệu Mười mấy triệu lúc đó là khoảng uh, ngàn đô một tháng ngàn đô rồi nuôi mấy đứa em của mình đó thì cuối cùng cũng đâu dư được đồng nào đâu không lẽ mình đi du học bên này rồi rồi cuối cùng rồi, ai sẽ là người trả tiền cho mình mình suy nghĩ vậy mà mình đi làm bên này mình ráng cố gắng mình cày một tuần mình cũng kiếm được gần ngàn mình nói ủa ở bên này làm một tuần một ngàn mà ba mẹ mình nói làm vất vả một ngày mười mấy tiếng thợ thầy rồi trả tiền cho thợ thầy rồi quá trời người luôn đó mà kiếm tháng được có ngàn à đó rồi mình suy nghĩ à, rồi thôi mình không để ba mẹ gửi tiền qua đây cho mình nữa đó, mình tự tự động tự lực cánh sinh rồi các bạn khi mà các bạn đã có một cái động lực khi mà bạn thương yêu gia đình các bạn thương yêu cái người mà các bạn thương yêu thì mình không biết người đó là ai có thể là ba có thể là mẹ có thể là ông có thể là bà có thể là con cái các bạn có thể là vợ các bạn có thể là người yêu bất cứ ai đó thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình biết cái người mà Động lực để cho các bạn mỗi ngày các bạn thức dậy Các bạn làm việc vì cái người đó Có thể đứa con của bạn, con trai của bạn hay là con gái của bạn Bất cứ người nào cũng được hết Bạn hãy comment bên dưới cho mình biết người đó là ai Để mình hiểu thêm về các bạn ha Comment bên dưới cái video này Ok Khi mà bạn có động lực á Khi mà bạn có một cái người gì đó để bạn chăm sóc, bạn thương yêu á Thì cuộc sống của bạn nó rất là nhiều ý nghĩa các bạn Và mỗi ngày bạn thức dậy á À vì cái người đó mình không biết người đó là ai các bạn phải comment cho mình biết ha vì cái người đó nên mình phải luôn luôn phải cố gắng nỗ lực mà mình cố gắng không phải là mình cố gắng một cách gọi là gọi là nói người ta gọi là cần cù các bạn người ta nói là work hard làm việc rất là uh, dùng hết sức mình để làm việc các bạn đó mình làm như vậy cũng đúng nhưng mà không phải là chỉ có làm như vậy không tại sao không work smart làm việc một cách thông minh đi các bạn đó Work hard cũng được Nhưng mà work hard cộng với work, work, work smart Work hard and work smart luôn đó. Khi các bạn làm việc một cách thông minh như vậy á Thì cơ thể của bạn nó đã mệt Và các bạn có thể tận hưởng được cuộc sống về sau này nữa Các bạn thử nghĩ đi Khi mà các bạn giàu có rồi Khi các bạn thịnh vượng rồi Các bạn không còn khỏe nữa Bạn không còn sống được bao nhiêu Với lại cái người bạn thương yêu nữa Bạn không còn chăm sóc họ được nữa Thì chuyện gì sẽ xảy ra Tất nhiên là mình thương yêu cái người đó Nhưng mà vấn đề ở đây á, là bạn hãy giữ gìn sức khỏe của các bạn Hãy làm việc Nhưng mà phải làm việc hết sức các bạn Mình có phương châm sống của mình á, Làm hết sức Chơi hết mình Yêu bằng cả con tim Cái phương châm ba câu ba cái ngắn gọn như thôi Cái gì cũng phải hết á, Làm hết sức Chơi chơi phải hết mình Chơi với bạn bè phải hết mình nhá đừng để nó lựa nó, nó, nó lợi dụng các bạn rồi thì yêu yêu phải bằng nửa con bằng cả con tim chứ không lẽ yêu bằng nửa con tim các bạn đó. đó các bạn thấy không? Đó, nên các bạn nhớ làm theo ba cái bước đó đi thì cái cuộc sống của bạn nó sẽ trọn vẹn. Yêu hoa ai yêu nửa nửa, bạn có bao giờ nói ôi con yêu cha mẹ bằng nửa con tim. Anh, anh yêu em bằng một nửa con tim của anh, còn nửa con tim còn lại đến yêu người nào đó. Đó các bạn. Vậy vậy nó không có trọn vẹn. Vậy nó không hết mình được các bạn. Đó. Ba yêu con bằng nửa con tim, còn nửa con tim còn lại để ba yêu em của con làm gì có chuyện đó yêu là yêu hết đó các bạn người việt nam mình thích chia 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 nhỏ nhỏ ra đó các bạn từ truyền thống ngày xưa rồi từ hồi khai thiên lập địa 50 đứa lên rừng 50 đứa xuống biển đó, các bạn biết mà đúng không đó bây giờ các bạn hãy nhớ một điều cho mình đó. mình là một người rất là bình thường người mình tự nhận mình là người phó thường dân thường dân đã bình thường rồi mình là còn phó hơn cái người bình thường đó nữa, nữa nên mình nói các bạn các bạn có đầy đủ hết năng lực. Các bạn có đầy đủ hết trí tuệ để các bạn làm những cái điều mà các bạn muốn trong cuộc đời của các bạn. Thì tại ngay thời điểm này thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020, các bạn hãy các bạn biết các bạn phải làm gì không? Các bạn hãy ngồi xuống các bạn viết ra cho mình một cái tờ giấy đi tại sao các bạn sống trên cuộc đời này? Tại sao các bạn yêu thương cái người nào đó mà mình không biết người đó là người như thế nào đó các bạn rồi bạn làm cái điều gì để biến cái sự yêu thương của các bạn từ trong tim các bạn ra thành hành động để các bạn có thể sống tốt hơn mỗi ngày mỗi ngày thức dậy điều nó có ý nghĩa hết các bạn chứ không phải mỗi mỗi không phải bạn sinh ra trong cuộc đời này chỉ để có tụ không không phải bạn sinh ra trong cuộc đời này là có một cái thượng đế cho bạn xuống dưới đất này trái đất này bạn đầu thai làm con người Việt Nam, nói tiếng Việt Nam hay là nói tiếng Anh, nó có một cái sứ mạng của các bạn trong cuộc đời này các bạn. Và mình biết người Việt Nam mình nó cực kỳ thông minh, người Việt Nam mình nói lại lần nữa nha, cực kỳ cực kỳ siêu đẳng thông minh, cái gì làm cũng được hết đó các bạn. Kể cho các bạn nghe một câu chuyện là nếu mà các bạn đưa ba nước đi, nước Mỹ, nước Nhật, nước Việt Nam, ba người tham gia cuộc thi, nhưng mà ba người thi riêng rẽ đó các bạn là từng cá nhân một thôi nha bạn cho một người đại diện đi thi thôi thì bạn kêu sáng tạo cái gì làm cái gì người việt nam mình cũng đứng nhất hết. hơn cả mỹ và hơn cả nhật hơn cả trung quốc hơn tất cả đó nhưng nếu bạn cho tham gia một cái đội hai người trở lên là bảo đảm việt nam mình lúc nào cũng về chót hết đó tại việt nam mình không đoàn kết từng cá nhân thì rất là giỏi cái gì cũng giỏi hết đi thi cuộc thi gì của thế giới cũng nhất hết đó nhưng mà cho hai ba người lại là không ổn bởi vì mình nói các bạn hãy đoàn kết lại cho dù người ta có nói ngã nói nghiêng mà lòng các bạn vẫn vẫn như kiền ba chân là được rồi các bạn cứ làm tiếp những cái điều mà các bạn nghĩ nó là đúng sau này thì họ sẽ hiểu và các bạn hãy thức dậy mỗi ngày đều có nhiều cái động lực nhiều cái năng lượng cho các bạn mà bạn biết được khi mà tôi đi ngủ ngày mai tôi dậy tôi đã phải làm cái gì nói như vậy thì cuộc sống của bạn mới có ý nghĩa được và khi mà bạn muốn mà cái cơ thể của bạn cái mình nói cái nhiều cái này là cái tự kỷ ám thị đó các bạn ở trong cái facebook của mình michael tâm nguyễn á khi bạn đọc cái đó thì bạn sẽ thấy được là cái tự kỷ ám thị á nó giúp các bạn giúp cái tiềm thức á con người mình có hai cái ý thức là lúc các bạn tỉnh Lúc các bạn giống như đang nói chuyện với mình mà các bạn nghe mình nè. À, còn tiềm thức là khi các bạn đi ngủ rồi. Tại sao các bạn muốn thành công, các bạn muốn thành đạt, bạn giàu có, bạn thịnh vượng trong lúc bạn tỉnh. Mà trong lúc bạn đi ngủ bạn cứ thác cho cái chuyện đi ngủ. Đâu có được. Bạn cố gắng đi ngủ bạn phải nói luôn cho cái giấc mơ của mình. Giấc mơ cái con người của các bạn. Bạn có tên là Tèo Nguyễn. Thì bạn phải nói với Tèo Nguyễn là Tèo Nguyễn bây giờ cái mình đi ngủ. Nhưng mà trong cái tiềm thức của Tèo Nguyễn á, hãy làm ơn suy nghĩ và tìm cách và nói chuyện với một cái người nào đó để làm gì để nối kết nối cái vũ trụ này để làm cho cái người tèo nguyện đó giỏi hơn thành công hơn đó các bạn chứ không phải là bạn đi ngủ mà cái tiềm thức của bạn nó ngủ đâu không có nó thức hoài à đó nên mình nói với các bạn á mỗi cá nhân các bạn đều là những người tài giỏi hết các bạn thật sự là những người rất là giỏi nhưng 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 các bạn phải làm sao để con người giỏi bên trong các bạn nó bật dậy chứ các bạn mà ngồi đây rồi coi phim suốt ngày suốt đêm cái giai đoạn này bạn ở nhà bạn không chịu rèn luyện bạn cứ coi hết cái này tới cái kia rồi bắt đầu hết luyện hết bộ phim này tới lộ bộ phim kia rồi hết coi phim trưởng xong rồi tới coi phim uh, tình cảm hết coi phim tình cảm rồi coi phim hành động coi phim mỹ rồi coi phim, uh, phim ấy ấy nữa. Rồi các bạn, rồi xong rồi các bạn đừng nghĩ bậy nữa. Ấy ấy là mấy phim uh, phim hoạt hình nữa các bạn. Đó. Rồi xong rồi các bạn lại coi hài, rồi coi hài người này rồi chuyển qua hài người kia. rồi Rất là nhiều cái kênh YouTube bây giờ. Nó hướng dẫn các bạn coi mấy cái hài rồi nó làm ra những cái hài các bạn coi còn thấy nó vui. Nhưng các bạn biết không, những cái thứ đó nó làm mất đi tương lai của các bạn á. Nó làm mất đi cái gì các bạn? Nếu các bạn thật sự trở thành muốn trở thành diễn viên hài hoặc là làm những cái người giống như vậy á thì bạn coi để bạn học hỏi nhưng mà thật sự rồi bạn có thể là người bình thường coi để mà giải trí được. Nhưng bạn không thể coi cái đó từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối rồi từ tối tới khuya rồi từ khuya rồi bạn đi ngủ thiệt là trễ rồi sau đó sáng sớm mình thức dậy. Cuối cùng cũng đâu có được gì đâu các bạn. Đó cuộc đời của bạn nó sẽ đi đến đâu bạn thử suy nghĩ đi rồi cái mục đích bạn quay lại cái mục đích ban đầu bạn th sinh ra cuộc đời này bạn yêu thương một người nào đó bạn muốn họ hạnh phúc đúng không bạn muốn bản thân bạn hạnh phúc và người đó hạnh phúc Rồi bạn đi làm những hành động giống như, như nãy mình nói rồi cuối cùng là tương lai bạn đi đâu rồi sau cái dịch này bạn sẽ đi về đâu bạn có thử suy nghĩ những cái câu hỏi của mình mới nói cho các bạn đi bây giờ mình nói đó, đừng suy nghĩ đâu xa ồ oh hạnh phúc nó không phải ở trong cái vườn của nhà hàng xóm các bạn hạnh phúc ở cái bếp nhà của các bạn đó. hãy hạnh phúc từ bên trong trái tim của bạn hạnh phúc ra hạnh phúc từ trong cái căn nhà của các bạn bây giờ ai ở nhà đó hết rồi đừng nói chuyện tổ quốc đừng nói chuyện gì xa xôi đó các bạn mỗi cá nhân của các bạn phải phát triển nữa các bạn đừng sử dụng thời gian bất hợp lý nữa các bạn các bạn hãy quản lý thời gian quản lý tài chính của các bạn cho nó tốt đi đó à thì các bạn hãy dành một một vài phút có thể là một tiếng nửa tiếng gì đó để bạn suy nghĩ lại bạn đã phí phạm cuộc đời bạn như thế nào bạn đã phí phạm cái tuổi trẻ của bạn như thế nào những bạn nào mà lớn tuổi ba tuổi bốn tuổi năm tuổi các bạn có thể comment giúp mình để cho các bạn trẻ hiểu được là cuộc đời họ đi qua như vậy khi mà cái tuổi nó đã qua rồi quay trở lại hối hận nhiều lắm các bạn hối hận là tại hồi xưa tôi không chịu làm rồi này nó cho dù bạn làm cho nó thất có thất bại thất bại đi chăng nữa thì bạn đã 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 từng thử còn nếu bạn không thử bạn cũng không biết như thế nào hết á rồi đó mình hy vọng cái video này nó giúp ích các bạn và đừng có dành thời gian coi hài đừng có dành thời gian giải trí mấy bạn còn rất trẻ mà các bạn cứ nói trong đầu các bạn là trời ơi, em muốn work life balance em muốn là công việc và cái cuộc sống em nó cân bằng thôi dẹp mẹ nó lại dùm cái mới trẻ trẻ trâu mà đặt cân bằng ngày xưa mình trẻ mình làm việc 20 tiếng mỗi ngày mình có cần cân bằng có quá gì đâu cứ đi làm việc đi các bạn làm việc là bạn sẽ thấy niềm vui trong cái công việc của các bạn tiếp xúc với khách hàng này khách hàng kia cho mình bị mặc dù mình bị lừa rất là nhiều lần mình tới mình làm người ta không trả tiền mình cũng rất là vui không sao hết mình vui là mình biết được à cái người khách hàng loại đó người ta sẽ làm những cái chuyện như vậy mình học được nhiều kinh nghiệm các bạn và cái mà mình nói với các bạn á, cho dù họ lừa mình cũng không sao hết. Mình chấp nhận điều đó. Nếu mà cái cái nghiệp nó nó còn mình phải bị như vậy thì cứ để cho nó bị như vậy đi rồi xong nó sẽ có chuyện khác nó sẽ đến tốt với mình. Mình nói các bạn không có ai lấy của các bạn cái gì hết á. Bạn bị mất cái này thì ông trời ổng sẽ cho bạn cái khác. Và không phải cho bạn lại đâu. Ví dụ bạn mất một đồng. Ổng không phải cho bạn lại một đồng đâu. Ổng cho bạn lại 2 đồng, 5 đồng. 10 đồng có khi không cho lại 100 đồng luôn không sao cứ nhẹ nhàng coi như bạn làm cái đó là một cái việc từ thiện đi các bạn không sao hết đừng có nóng các bạn cho dù người ta lấy tiền của bạn bạn chỉ nhẹ nhàng bạn gửi email hoặc là bạn bạn gửi tin nhắn hoặc là bạn nhẹ nhàng bạn để lại một cái tin cái cái voice message nói chuyện người ta nếu người ta gặp khó khăn về tài chính thì ok mình bạn hãy hành xử một cách văn minh nếu người ta gặp khó khăn thì bạn hãy hiểu cho người ta còn người ta không muốn trả tiền cho bạn thì sẽ có một cái lý do nào đó các bạn đối với mình á tiền bạc nó cũng quan trọng không thể nào mở miệng lên nó tiền bạc không quan trọng tiền bạc không quan trọng lấy gì bạn mua đồ ăn cho con cái của bạn ăn lấy tiền gì để bạn gửi gì cho ba mẹ bạn để bạn báo hiếu gửi cho ông bà các bạn làm gì có làm gì có có cái gì bạn đâu có ở gần những người thân đó đâu làm sao mà báo hiếu được chỉ có nước là gửi tiền nhà cho người thân để mà ăn uống rồi đi đây đi đó đó các bạn thì phải hiểu là cái tầm quan trọng của tài chính, tầm quan trọng của tiền nó giúp cho cuộc đời của bạn có rất là nhiều cái sự lựa chọn. Nhưng bên cạnh đó đó các bạn, các bạn hãy hiểu một điều á là cái tài chính đó, nó không có giúp các bạn, nó cái tiền bạc á nó không có giúp cho con người của bạn nó hoàn thiện. Và cái vấn đề đây là bạn như thế nào thì khi mà có tiền nhiều hơn, có tài chính tốt hơn thì bạn sẽ trở thành hoàn thiện hơn trong con người đó ví dụ hồi xưa giờ bạn keo kiệt thì có nhiều tiền bạn cũng keo kiệt giống vậy đó à bây giờ bạn là người hào sản thì có tiền bạn hào sản nhiều hơn bạn giúp đi người này giúp người kia rồi này nọ đó các bạn đó, cái thông điệp của ngày hôm nay mình muốn gửi đến các bạn đó. hãy nhìn lại các bạn để coi các bạn muốn cái gì thích cái gì và cái người thương yêu của các bạn á là những cái người đó bạn hãy làm như thế nào để giúp cho cuộc đời của những người kia yêu thương họ như thế nào cho nó đúng các bạn và thêm một cái nữa cái thông điệp này là rất là quan trọng cho tất cả các bạn trẻ ở Việt Nam nè tương lai của đất nước nói nó to quá nói tương lai của các bạn đi các bạn không lẽ các bạn cứ ngồi đó mà cứ thấy hàng hà xa số các bạn sinh viên học sinh rồi những cái bạn làm ở ngoài kia đi làm công không lẽ các bạn cứ đi làm công suốt đời bạn không có chúng ta có não mà chúng ta có suy nghĩ mà làm công thì để chỉ tồn tại thôi bạn muốn giàu có thì các bạn phải bán hàng bạn muốn giàu có các bạn phải đi đàm phán thương lượng nói chuyện với người này nói chuyện với người kia tại sao những người rảnh là người ta có nhiều tiền mà các bạn cứ đi cày suốt ngày mà các bạn không có nhiều tiền các bạn phải suy nghĩ tại sao kỳ vậy muốn giàu phải làm bằng cách nào đó rất là nhiều cái để cho các bạn những câu hỏi đó các bạn phải hỏi tự hỏi bản thân của mình đó để cho các bạn thấy là những cái điều các bạn đi trước kia điều cha mẹ của bạn dạy trước kia, những cái điều mà ông bà các bạn hướng dẫn, đó. tất nhiên là mình phải yêu thương ba mẹ mình yêu thương ông bà, nhưng mà những con đường họ chỉ cho các bạn nó có đúng hay không nữa, mỗi cái xã hội nó mỗi khác, các bạn thấy không? Bởi vì mình nói á, các bạn hãy suy nghĩ chín chắn lại, đừng có dình dùng thời gian của các bạn một cách vô ích nữa. Thời gian của các bạn còn quý hơn vàng bạc nữa, tuổi trẻ của các bạn qua đi sẽ không còn cái gì cho các bạn đâu và thời đại này rồi thời <laughs> đại gì rồi các bạn các bạn <laughs> à, mình nói các bạn đó. các bạn còn trẻ người việt nam rất là thông minh nhưng tại sao đất nước mình nó chưa giàu các bạn sự sáng tạo của các bạn nó rất là mình nói là nó rộng nó to lớn khủng khiếp luôn nhưng mà các bạn chưa đặt nó đúng người và cái sự đoàn kết của các bạn cũng chưa đủ thì hãy mỗi ngày đọc thêm sách mà tốt nhất là đọc sách nước ngoài các bạn sách Việt Nam dịch ra thì nó đã cổ lỗ sĩ bao nhiêu năm rồi hãy đọc sách nước ngoài hãy học thêm tiếng Anh học thêm tiếng Anh để làm gì? Để coi những cái video của nước ngoài, coi những đọc những cái article, những cái bài báo của nước ngoài, coi những chương trình TED Talk và những cái chương trình người ta nói về mấy um, cái mà công nghệ hiện đại, vi mạch, rồi xe điện, nói những cái đó đó. <laughs> những cái đó mới giúp được cái đất nước mình phát triển các bạn. Đất nước mình là từ xa xưa giờ là truyền thống nông nghiệp à. Muốn chuyển nó từ nông nghiệp qua qua công nghiệp phải mất một cái giai đoạn. Và muốn như vậy các bạn Cũng phải cần rất là nhiều bạn trẻ Chung tay vào làm các bạn Chứ không phải tự nhiên cái nó thành được đâu Nó không phải trên nói theo Ở dưới làm theo là được Không có chuyện đó đâu các bạn Phải đi nước này học Đi nước kia học Các bạn thấy người Nhật không Các bạn cứ coi đi Đọc cuốn sách không bao giờ là thất bại Tất cả là thử thách của những người Nhật đó. Rồi tập đoàn Honda Tập đoàn Toyota Tập đoàn này tập đoàn kia các bạn sẽ thấy người nhật người ta đi khắp mọi nơi trên thế giới để người ta học hỏi rồi về người ta phục vụ cho nước người ta chứ không giống như người việt mình người việt mình toàn là đi khắp nơi trên thế giới rồi xong ở lại khắp nơi trên thế giới luôn bây giờ các bạn chỉ cho mình đi bất cứ nước nào cũng có người việt mình cả đó đó là sứ mạng đó các bạn ở đâu cũng có người việt mình đó là sứ mạng để cho người việt mình đến đâu ở trên thế giới này người ta cũng biết là người việt mình thông minh hết đó, đó vậy tại sao người việt mình bỏ nước ra đi hết vậy các bạn thử nghĩ, một ngày nào đó mà người Việt mình quay về lại quê hương đất tổ. Các bạn, nếu các bạn nào đó là người xa xứ rồi các bạn sẽ hiểu là người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới đều muốn quay về Việt Nam hết. Ngay cả bản thân mình mình ở Úc đây chỉ là mình nói chỉ là tạm thời thôi các bạn. Nước mình mình vẫn thích sống hơn là nước Úc này các bạn. Vẫn biết nước Úc này nó sướng hơn Việt Nam mình, nhưng mà mình sinh ra ở nước Việt Nam, con cái mình là người Việt Nam cho dù nó có quốc tịch Úc hay chăng nữa thì nó cũng là người Việt Nam. Ở trên nước người ta mà chỉ có ăn nhờ ở đậu nước người ta thôi cho dù qua bao nhiêu đời cũng vậy thôi à. Nên các bạn nhớ có đi nước ngoài cũng được nhưng mà cũng phải nhớ để mà quay về. <laughs> học hỏi cái nền cái 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 nền khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của nước ngoài thì cũng về để mà làm gì phục vụ bà con mình thôi à còn người nào đã đi rồi á đi học hỏi rồi làm việc ở nước Mỹ nước úc nước châu âu rồi nọ tất cả những người đó trong sâu thẳm trong tâm trí của họ mình biết chắc là một ngày nào đó họ sẽ mong muốn quay về để phục vụ bà con của mình tại vì đó là cái nơi mình sinh ra mà nên các bạn còn ở việt nam á các bạn mình nói là các bạn may mắn á <laughs> thì các bạn phải ráng học đi các bạn tương lai của các bạn gia đình của các bạn đó là phụ thuộc vào các bạn hết á các bạn hãy cố gắng các bạn học thiệt là nhiều và tiếng anh là cái điểm mà cho các bạn gọi là khai khai thông hết tất cả mở ra tất cả các loại cửa cho các bạn tại vì các bạn không biết mấy cái tiếng anh làm sao bạn nói chuyện với nước ngoài và cứ việt nam mình ăn cứ nói chuyện với người việt nam mình bao giờ các bạn mới phát triển muốn điều khiển được người nước này điều khiển được người nước kia muốn nói người ta nghe thì bây giờ tiếng anh thông dụng để bạn nói thôi ạ à. thì chỉ có tiếng anh thôi bây giờ các bạn muốn đi qua úc này để cho úc kêu người úc làm việc cho các bạn không hay là các bạn qua úc để cho bạn đi làm công cho người úc hoặc là bạn đi qua mỹ để đi làm công cho người mỹ hay là đi qua mỹ thuê những người mỹ làm công cho các bạn đó chỉ có thay đổi cái tư duy của các bạn chút xíu thôi à mình thật sự là muốn mong muốn là các bạn trẻ hãy suy nghĩ cái điều này nó thật sự là chín chắn một tí xíu Tại vì nếu mà các bạn không không suy nghĩ điều này trước sau gì, cuộc đời của các bạn nó cũng lên đên rồi nó cũng ba chìm bảy nổi rồi cuộc đời của bạn nó cũng bay theo mây gió hết rồi các bạn. Hãy suy nghĩ và định hướng được cái cuộc đời của các bạn. Các bạn phải tự hỏi các bạn là ai, sinh ra trong cuộc đời này để làm gì? Các bạn có sứ mạng gì trên cái cuộc đời này các bạn? Không phải người ta sinh ra không phải thượng đế sinh ra không phải là ba mẹ sinh ra các bạn. Cho có tụ trên đời đâu Các bạn không phải là ngọn cỏ các bạn không phải là cái cây cỏ dại Ở ngoài kia đâu Mỗi chúng ta đều có một cái sứ mệnh nào đó Của Của trẻ nó mình không biết <laughs> Không biết là Các bạn hãy suy nghĩ kỹ Cái điều này mình nói đi Các bạn hãy bắt tay vào Các bạn phải chín chắn với con người thật của các bạn và các bạn hãy chín chắn ngồi xuống đặt cái viết xuống hỏi là bạn sống trên đời này để làm gì? Mục đích sống của bạn là gì? Để được hạnh phúc, để yêu thương những người xung quanh các bạn. các bạn làm như thế nào để làm cái điều mà bạn mới vừa nói đó? Các bạn không sinh ra để mà có tụ đâu. Nên các bạn hãy đừng có dành những cái thời gian của các bạn một cách vô ích hãy dành thời gian nó học tập hãy dành thời gian nó rèn luyện hãy dành thời gian nó mà làm những cái điều đó có ích cho cuộc đời các bạn về sau trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn tất cả mọi người đều dừng lại suy nghĩ về cuộc đời ai phát triển được trong cái giai đoạn này thì tương lai nửa năm sau sẽ thành công <laughs> và thành công lớn đấy các bạn rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha